Chắc mình phải xây dựng thêm một mớ nhà nữa anh em. Xây dựng thêm một mớ nhà nữa. Và mình sẽ xây dựng thêm một vài cái trại đốn gỗ nữa anh em à. Mình phải xây nó gần cái nhà chính anh em à. Rồi sau đó cho mấy quỷ thợ nó đi vô rừng nó đốn gỗ. Đó. Hiểu rồi anh em à. À ok, thằng đồng đội bọn của mình đã bắt đầu ra khơi anh em, với một cái chiếc tàu Viking khá là to và cái số lượng người để chèo thuyền khá là đông anh em à. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với channel của mình. Và ok, hôm nay anh em chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái tựa game Horizon thêm nha anh em. Thì đây là một cái tựa game về thần thoại Bắc Âu, thì mình đang ở trong vai là một người xây dựng cái bộ lạc đế chế Viking của mình, và mình sẽ chế tạo những cái con thuyền để mà dong buồm ra khơi để mà đi cướp ốc này kia các kiểu anh em. Và mình sẽ phải đụng độ với lại những cái người chơi khác, những người chơi khác cũng là những người xây dựng các cái bộ lạc giống như mình. Đây anh em thấy cái hình ảnh không, mình sẽ phải xây tường rào nó giống như những cái tựa game chiến thuật ngày xưa vậy anh em, với cái giá là 100 mấy chục k ở trên Steam. Thì anh em có thể là tải cái tựa game này về chơi trải nghiệm thử. Mình khá là thích những cái tựa game dạng như chiến thuật như vậy, cho nên là quyết định mình sẽ mua về mình chơi trải nghiệm thử với anh em xem, tại vì nó đang rất là hot nè, mà nó là máu và lửa Bắc Âu hay gì đó anh em đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô và chơi thử nha. Anh em có thể chơi multi-lay hoặc là chơi single lay. Mình sẽ chơi cái dạng single lay xem cho anh em. Custom campaign là cái dạng như chơi theo cái cốt truyện anh em. Custom này mình có thể là chọn theo các quốc gia nè, mình có thể là chọn màu. Đây là màu của cái nhà của mình, thì mình có thể là cộng thêm những cái tự động anh em. Anh em có thể là chọn theo những cái máy, và anh em có thể là chọn những cái máy này nó thuộc tem của em hay là tem của ai á. Đây, ồ cái map này nó chỉ có 3 người chơi anh em, mình cần có một cái map rộng hơn. Một cái map sẽ là 8 người chơi anh em à. Mình sẽ có một người anh em, mình sẽ cho người anh em của mình là chế độ AI medium thôi, tất cả đều là medium hết. Tại vì mình vừa mới trải nghiệm được game thôi anh em, cho nên là mình chưa biết sao. Ở đây anh em có thể chọn chế độ survival nè. Chế độ này là cái chế độ gọi là sinh tồn anh em à, còn này là chỉ là xây dựng thôi, còn này là dạng như là nó tổng hợp anh em, tất cả trộn lại với nhau. Vừa sinh tồn mà phải vừa đấu tranh với nhau anh em à. Rồi, ok, bắt đầu thôi. Đây, anh em có thấy thấy không? Boy 9007 T1, T1, T2, T3. Đây là một cái tựa game offline anh em, hoặc là anh em thích có thể là chơi multi và anh em chơi chơi với lại những người chơi khác, tùy anh em. Thì ở đây thì mình đang chơi là chế độ PC. Mình sẽ chơi với lại máy. Đây là người anh em của mình và nó đã che mất tiêu rồi, cho nên là mình chả thấy ai hết. Đó, thì bây giờ mình sẽ phải đốn củi. Đây, mình chắc mình phải lít cho cái cây này nó mới đi đốn củi anh em. Phải không? Ủa? Kỳ vậy ta? Mình phải mua lính, mua người dân anh em. Ủa? Ở đây thì anh em có thể là xây dựng được các cái nhà nè. Cái nhà này xây như thế nào đây? Mình không biết cái nhà này xây như thế nào, anh em đợi xíu nha. Mình sẽ xây dựng thử. Wow. Khi mà mình list vô xong thì sẽ có một cái thằng nông dân từ trong nhà chính nó đi ra anh em à. Và nó sẽ đây, nó đi ra và nó xây dựng anh em ơi. Xung quanh thảo nguyên rất là đẹp. Đồ ạ, khá là sống động anh em à. Đây. Hai thằng này là hai thằng lính của mình chứ không phải là hai thằng chứ không phải là hai thằng nông dân anh em à. Cho nên là nó không có đi đốn củi được. Ở đây thì nó sẽ vai như là người anh em, mà nó sẽ sản xuất ra người nè. Vậy là cái này là cái giếng nước anh em à. Mình sẽ xây dựng một cái giếng nước ở, thường thì cái giếng nước sẽ gần nhà đi. Mình sẽ cho cái giếng nước ở gần nhà chính thôi anh em à. Ủa, cái này là cái phạm vi này là gì ta? Phạm vi này như là nó sẽ bao phủ gì đó mình nó không biết là nó sẽ sử dụng làm gì anh em. Thì bây giờ mình sẽ xây dựng thử cho anh em xem luôn. Wow. Ui, cái thằng đồng bọn của mình nó xây gì kinh khủng khiếp vậy nè. Đây, nó đã có một cái ngôi nhà luôn anh em à. Đây, nói vậy nè, mình có thể là nhìn thấy được anh em. Wow, nó xây cái gì mà nó kinh khủng khiếp anh em. Trong khi đó mình mới chỉ được có bao nhiêu đây thôi. Là mình đã có được một cái giếng nước.
Và nãy giờ mình cũng vẫn chưa có được cái người nào hết đâu. Bây giờ mình sẽ cho thêm một cái ngôi nhà trong cái bộ lạc của mình đó. Hiện tại thì bây giờ mình đã hết gỗ rồi anh em. Để mà xây cái nhà này thì mình sẽ cần phải có 10 gỗ anh em. Cái giếng nước là mình cần 10 gỗ với lại 5 đá. Còn cái này 20 gỗ với lại 15 đá anh em à. Đây. Hiện tại thì bây giờ ủa. Mình vẫn chưa có người nào hết mà ta. Và làm sao thì mình có mới có thể là đốn được cái gỗ này để mình kiếm tài nguyên người ta. Khá là khó hiểu anh em ơi. Mình cũng không hiểu là mình có thể là làm như thế nào đây. Làm sao ta? Chắc là mình phải xây cái này thì mới đi đốn gỗ được phải anh em. Và chết đây. Mình hết chân sạch xanh gỗ rồi. Nó vãi chưởng. Rồi bây giờ mình kiếm gỗ đâu ra đây? Xong rồi anh em à. Xong phim mình rồi. Ôi. Sai lầm rồi anh em à. Mình quên, mình không có xây cái nhà này để lấy gỗ thôi anh em, chúng ta sẽ để mình xem thử có cái nút nào à ghi chơi lại không ta. Cái menu. Thôi, mình sẽ chơi cái map đi anh em, mình sẽ chơi cái map này đi, nó có thuyền buồm này kia kiểu nè. Mình sẽ thay đổi nha anh em, mình sẽ thay đổi lên tí xíu. Wow. Game này nó vô khá là nhanh anh em à. Tại nãy mình không biết cho nên là mình vô hơi chậm chút. Mình sẽ xây một ngôi nhà ở đây và mình sẽ xây một cái để mà cái phạm vi này anh em à, nó sẽ thu hoạch gỗ trong cái phạm vi này cho mình nè. Đây thì ra mình sẽ phải xây cái chạy gỗ nó ở trong cái đây, nó sẽ một xíu nữa nó sẽ thu hoạch hết gỗ trong cái khu vườn cho anh em luôn. Còn cái này thì anh em chúng ta sẽ cái này là steel quiz thì anh em mình không biết cái này sử dụng làm gì nữa. Cái này mình nghĩ chắc anh sẽ chế tạo gỗ đâu anh em. Mình không biết nha anh em, mình sẽ xây đại đi. Iron Stone à. Cái này nó sẽ đi thu hoạch thu thập đá cho anh em. Để mình xem thử, mình sẽ xây ở đây để cho một xíu nó thu thập đá nha anh em. Thì ra là như vậy. Còn cái nhà dân này nó sẽ cho anh em số lượng dân làng anh em ạ. Số lượng dân làng, đây là bãi biển khá là đẹp anh em ơi. Nó cũng không có thật cái lắm, nó cũng hơi là ảo ảo, giống như là một cái miếng gì đó nó chàng chàng lên đây thôi anh em, chứ nó cũng không chưa có chân thật lắm ha. Đây là người anh em của mình. Và wow, người anh em mình hiện tại thì bây giờ là có cả cái giếng luôn anh em à, có cả cái giếng nước là xây mỏ đá nè rồi. Cái này có bến tàu hả? Ôi, trong khi đó giờ mình chưa có cái bến tàu nữa anh em. Có thể là mua tàu, xây dựng tàu này kia các kiểu đấy mà. Còn này là tường thành, tháp phòng thủ này kia các kiểu. Ok, đây là một cái tựa game gọi là chiến thực. Để anh em chúng ta sẽ trải nghiệm thử xem sao. Đây là hai con lính của mình. Mình sẽ cho mấy con lính này đi mở mang bản đồ. Đi một cặp đi. Lát chết, chết chung anh em à. Chứ đi một mình lát chết mình tội nghiệp nhỏ. Đây, mình đã xây xong cái này rồi. Nhưng mà như là nó chưa có đi đúng củi thì phải anh em. Sao chắc mình phải cắm cờ ở đây để mới đi đốn củi quá. Ủa sao chưa có người thành tích mở khóa vậy nè. Ủa sao nó chưa có người nữa ta. Hình như đang sản xuất dân làng ở thì phải anh em. Khi mà cái này nó đạt tới đầy đúng thì nó sẽ xuất hiện dân làng ở sau anh em à. Mình cũng không hiểu gì lắm. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ tìm hiểu thử. Đây có này là có dấu cộng à. Mình sẽ đưa dân làng vô đây làm việc anh em. Hiện tại thì bây giờ dân làng của mình là đang có bao nhiêu người ta, hình như là 3 người anh em à. Đây 3/4, sau khi mà nó đầy luôn thì sẽ 4/4 nha anh em. Anh em có thể là nâng cấp lên được cái cấp 2 nè, với cái số lượng là 10 gỗ với lại 2 đá là anh em có thể nâng lên cấp 2. Nâng cấp 2 nó sẽ tăng lên thêm là 2 người nữa thì phải anh em. Ok, mình hiểu rồi nha. Đây, muốn có thêm dân làng thì mình sẽ phải xây thêm cái này để xíu nó sẽ làm việc. Ok, game bắt đầu dễ hiểu đấy anh em. Đó, thì anh em muốn cho nó đốn gỗ thêm thì anh em cho thêm một thằng nữa. Đây, cái này nó đã đầy rồi anh em. Thì anh em có thể là nâng lên cấp 2 ở đây. Ok, hiểu nha anh em. Thằng dân làng sẽ đi ra và sẽ xây nhà. Thằng anh dân làng đầu trọc Saitama hả? Wow. Mình không có điều khiển được anh em mà, mình không có điều khiển được. Nó sẽ tự động làm hết luôn à.
Rồi, ok. Bây giờ thì mình đã full này rồi. Đó, cho full đi đập đá luôn. Vậy nên chúng ta sẽ tiến hành xây thêm những cái khác. Để mình xem thử. Hết hết gỗ rồi anh em à. Vậy là nên chúng ta sẽ phải đợi tụi nó sản xuất thêm. Ui, cái map này là một cái map map đảo á ta. Anh em chúng ta muốn tấn công qua cái thằng kia thì phải cần cái bến tàu anh em à. Mình phải cần có một cái bến tàu để có thể là xuất chiến. Đây là hai thằng lính của mình đang chạy tung ta tung tăng, đang đi mở rộng cái bản đồ ra để xem thử cái hòn đảo của mình nó sẽ như thế nào. Ở đây có những cái mỏ đá này, anh em. Anh em có thể là xây dựng những cái mỏ khai thác ở đây. Ủa, sao nãy giờ không đốn được miếng gỗ nữa chứ người ta. Đây, hiện tại bây giờ đang sản xuất được 35 gỗ này anh em. Không. Ủa, nhưng mà sao nó không có đưa đi vậy ta? Hiện tại bây giờ đang sản xuất được 35 gỗ nhưng mà như là nó không có ai đem đi sao á. Đây có mấy thằng đang đập đá anh em à. Ủa, là sao không hiểu ta? Mình không hiểu cách để có thể chơi này như thế nào đây. Đây. À, đây mình sẽ cho mấy cái thằng nông dân vô đây để mà nó đi phải cho một mấy cái thằng vô trong nhà chính. Ở trời ơi, cái cây đè phát gãy nhà luôn rồi. Mình sẽ cho mấy cái thằng nông dân vô trong nhà chính để bị chia, anh em biết không? Nó sẽ làm một cái nhiệm vụ gọi là đi ra mấy cái mỏ này để mà vận chuyển về anh em à. Chứ không phải là mấy thằng này nó khai thác xong rồi nó sẽ chở gì cho mình luôn đâu. Phải có một cái đội ngũ cao vận chuyển thu gom các kiểu. Ok, hiểu rồi anh em à. Game khá là dễ. Phải cần phải có quá trình để mà nghiên cứu nè. Ôi. Thì ra là mình đang ở trên một cái hòn đảo cách biệt anh em à. Mình không thể nào đi lên đây được. Đây là cái hòn đảo của mình anh em. Đó, lát mình muốn tấn công ở bên kia thì mình cần phải có một cái bến tàu. Cho nên là khá là dễ dàng. À, cái nhà chính của mình nó chỉ có hoạt động là nó sẽ chỉ bao gồm cái phạm vi này thôi anh em. Những cái nhà nào mà thu hoạch nó xa hơn thì nó sẽ không có hoạt động nha anh em. Nó sẽ không có để nào đi tới thu gom được. Và bây giờ mình đang có khá là nhiều gỗ anh em. Mình sẽ xây thêm những cái gọi là, cái này là cái mỏ đá. Còn cái này, cái này nó cũng như là liên quan đấy. À, cái này là một cái tổng hợp anh em. Nó vừa thu hoạch gỗ mà vừa thu hoạch mỏ nha anh em. Mình sẽ xây dựng bên đây. Đây, ở đây mình có tới hai cái mỏ lần mà. Ủa, đâu ta? Mình nhớ ở đây mình có một cái khu vực mà có hai cái mỏ thì phải. À, đây nè anh em, ở đây nè, đúng rồi. Đó. Cái này nó sẽ bao gồm cả dừa mỏ này và dừa có cả gỗ luôn. Ok. Còn cái này thì sẽ nhiều dân làng hơn mình nghĩ anh em, chắc là sẽ nhiều dân làng hơn. Ví dụ như cái này là 4 thì có thể này là 6 hoặc 8 người anh em à. Một xíu nữa mình sẽ xây dựng phòng thủ, kinh xây dựng một cái đế chế của mình à. Đây. Mình sẽ cho nước. Nước này mình không biết sử dụng làm gì anh em, nhưng mà mình sẽ xây ở đây đi. Đó. Một cái giếng ở đây. Mình không biết cái thằng đồng bọn của mình xây giếng ở đâu. Trời. Nó phải trưởng. Ôi. Nó đã có luôn cả một cái villa. Có một cái kinh thành luôn anh em à. Ghê gớm người ta. Cái này phải lên đến cái đế chế thứ hai mới có thể là xây được anh em. Mình còn thiếu gỗ nha, mình còn thiếu gỗ. Nâng cấp lên cái móc thứ hai nè. Cái này á, là thịt với lại da. Mình sẽ cho một người vô đây để mà nó sẽ đi làm việc anh em à. 4 4 4 12. À, cái đó nó sẽ không có liên quan gì tới hết anh em ơi. Cái đó gọi là đi làm da này kia các kiểu nè, thịt nè, rồi làm da nó thì sẽ có một cái đội ngũ đi săn bắt anh em à. Đây, thằng này nó sẽ là thợ săn. Và bây giờ nó không có làm ăn gì hết, tại vì trong cái khu vực này không có một con thú nào để cho nó săn. Đây, vãi chưởng. Mình đã xây sai lầm rồi anh em à. Mình không biết là có thể là di chuyển được cái nhà này đi không. Xem thử.
không, nên là mình không có thể di chuyển được cái nhà này đi rồi. À, mình cắm cờ nữa, mình có thể là cắm cờ này để mình xem thử nó có di chuyển ở đây được hay không. Anh đợi xíu nha. À, đây gọi anh em à. Thì ra cái lá cờ này thì nó sẽ đưa anh em, nó sẽ đưa mình đến một cái vị trí để mình có thể là săn bắt và hái lượm, chứ không nhất thiết là nó sẽ chỉ hoạt động theo cái phạm vi của mình đó. Thì mình cắm ở đây thì nó sẽ đào ở ngay đây, còn một khi mình cắm ở đâu thì nó sẽ hoạt động ngay cái đó anh em à. Hiểu rồi, hiểu nha anh em, hiểu nha, game dễ được. Ok, người của mình hiện tại bây giờ cũng khá là đông rồi nè. Đây, cái nhà này cũng xây xong nè, và bây giờ thì mình sẽ cho người ra đây để mà khai thác tiếp, xây thêm mấy cái nhà dân nữa. Ừ. Ôi, cái tàu thành của mình cái này nó vận chuyển không kịp rồi anh em à, nó không thể nào theo vận chuyển kịp được. Ủa, cái này là gì ta? Cái này hình như là nó sẽ chế tạo gỗ thành cái món này anh em à. Ui, dừng lại, dừng lại. Hình như là nó sẽ dùng gỗ với lại cái này để mà nó sẽ sản xuất ra được cái này. Rồi luôn, hèn chi nãy giờ hết gỗ anh em, vãi chưởng. Mình tưởng đâu là cái này là có thể là chế tạo. À, cái này nguyên liệu sử dụng là bao gồm là gỗ. Đây, Stainless steel, rod and wood. Nó sẽ sử dụng cái này để gọi là chế biến lại nè mà. Chế biến gỗ với lại wood sẽ biến, nó sẽ trở thành plumery gì đó. Steel hả? Trời ơi, hèn chi nãy giờ mình hết hết trơn gỗ nè em, thì ra là như vậy. Vãi sai lầm. Mình tưởng đâu là cái đó là có thể là gọi là sao ta? Nó sẽ khai thác tổng hợp chứ anh em, thì ra là như vậy. Bây giờ mình sẽ phát triển cái đế chế của mình thôi, hết sạch gỗ luôn rồi đó. Tự nhiên mình dính ngay cú đó cái sai lầm luôn em à. Đây, mình sẽ cho nó hoạt động tiếp đó. Tự nhiên nãy mình list vô đây dừng xong, giờ nó nghỉ nghỉ chặt gỗ luôn rồi. Ok, mình đã hiểu cái phương thức hoạt động của cái game này rồi anh em à. Hèn chi nãy giờ nó không khai thác gỗ, mình đã nghe tiếng chặt gỗ ở đâu đây, ở đâu ta, để mình đi vô trong khu rừng mình xem thử. À, đây 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 đây, anh tiều phu đang trong rừng đốn gỗ. Được cái là game mình nó thú vị đó anh em, em cũng là có thể zoom lại gần và xem thử anh đang làm gì. Thì anh đang đốn cây gỗ này, mình xem thử. Wow, có một cái cây nó bị đốn hạ rồi anh em à, không biết xíu nữa mấy cái cây gỗ này có mọc lại được hay không. Đây, ôi mấy anh này phá rừng quá anh em. Cái mỏ đá này nó sẽ có cái giới hạn nha anh em, nó chỉ có 94 trên 200 thôi, và khi anh em chặt hết thì nó đào hết thì nó sẽ kết thúc nha anh em, nó sẽ hết nha. Thì ra như vậy, trời mưa nè, trời bắt đầu mưa nè. Đồng bọn mình không biết giờ nó phát triển thế cái nào, trời ơi, nó có tàu đánh cá luôn anh em à, vãi chưởng. Anh em chúng ta sẽ vào vai là một gọi là vua Viking nha anh em, một vị vua Viking. Đây là cái con tướng, con sói của bên đây, và có một cái đội quân tuần tra. Hiện tại đi cái làng mình nó hồi báp vải, tại vì mình mới bắt đầu chơi game mà sao anh em, cho nên là nhiều cái nó còn khá là bỡ ngỡ anh em. Đây này, nhớ đang vận chuyển gỗ cho mình thì phải, bắt đầu có gỗ anh em à. Ok, có gỗ rồi, mình sẽ nâng cấp nhà chính lên. How to... Ủa? Ủa sao cái nhà chính mình không nâng cấp được ta? Nó đòi hỏi mình gì anh em à? Nó yêu cầu mình phải có cái gì đó thì mới có thể nâng cấp mình được. Your to next tier. Ủa? Sao mình không nâng cấp được ta? How to boost the address 30 hả? How to spy mood B Atlas 30. Atlas 30 là gì ta? Ôi mày không 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 hiểu là nó yêu cầu mình đang làm gì anh em. Chắc không phải bắt mình phải xây hết mấy cái này quá. Mình sẽ xây thử một cái bến tàu xem nào. Bến tàu. Đây, mình sẽ xây dựng một cái bến tàu nữa mà. Đây còn bên đây là cái chỗ mà đóng thuyền.
Ok, để mình trải nghiệm thử xem sao em. Mình sẽ thấy thử, chắc là mình sẽ phải xây thêm một cái nhà đốn gỗ nữa em à. Chứ một cái chạy đốn gỗ thì nó không có đủ rồi em ơi. Một cái chạy đốn gỗ nó với cái số lượng gỗ cần có là 7 cây gỗ. Ok. Mình sẽ phải xây thêm 7 cây gỗ nè. Còn quỷ này chưa gì chứ mà nó đã lên được cái bậc thứ hai để mà có thể là xây được cái hàng rào rồi anh em. Nhanh dữ ta. Trong khi đó là mình mới hiện tại giờ mới chỉ có bao nhiêu thôi. Làm sao để có thể lên được cái bậc tiếp theo đây ta? Cái giếng nước đó nè. Mình sẽ cho một người ra cái giếng nước này để làm việc thế làm sao? Well, nó sẽ đi xách nước về với anh em. À, đây có cả cái thời tiết nữa nè anh em, mà hiện tại bây giờ trời đang mưa nè. Hiện tại bây giờ hết thức ăn rồi. Không biết là thức ăn này nó có ảnh hưởng tới người hay không anh em. Farm Hunter Hood. Mình không biết anh em, mình không biết nó có bị ảnh hưởng hay không. Mình sẽ cho thêm một thằng thợ săn đi. Hunger. Ui, mấy thằng này đang đói bụng anh em à. Phải không? Hunger. Hunger là thợ săn á. Người thợ săn, người săn á. Mình không hiểu lắm. Ở đây thì ủa? Cái này là gì ta? Ủa cái này không phải là cái ấy mà là gọi là cái một cái nhà tạo lính anh em à, một cái nhà tạo lính. Đây thì bây giờ mình ủa chưa chưa nâng cấp được nữa. Sao ta? Làm sao để có thể là nâng cấp được đây? Ủa? Ủa? Thì bên nào? Ôi chết chết trời. Trời ơi. Ở tự nhiên mình triệu hồi ra nguyên một nùi nùi gì chạy. Ôi chỗ này. Rồi cái đống này sao chạy? Bây giờ mình không biết cái đống này sử dụng như thế nào đây. Ôi vãi. Gọi sao đây? Ấy, mình không hiểu đâu nha anh em. Rồi mình làm gì với cái đống này? Cái này là lính anh em. À, không hiểu anh em à, không hiểu bây giờ mình sẽ làm gì với lại cái đống này luôn. Ủa tự nhiên mình làm gì chạy, bây giờ mình không biết cho cái đội này nó đi đâu luôn anh em. Qua đây không, đập cái nhà này không, kỳ bên đó hay là cho vô đây. Chết luôn anh em, game này nó hơi khó hiểu một xíu. Trước mắt thì bây giờ mình cũng chả biết sử dụng là gì. À mình có thể là xây dựng mấy cái nhà này ở đây và mình sẽ khoanh vùng cho tụi nó đi di chuyển ở bên đó anh em. Đây. Ồ. Mình có thể là ủa. Đi ra khơi anh em à. Dông buồm ra khơi. Bây giờ thì mình cũng chả hiểu là chơi như thế nào ở đây. Chết rồi. Mình không đủ nhân lực anh em à. Chắc mình phải xây dựng thêm một vớ nhà nữa anh em. Xây dựng thêm một mớ nhà nữa. Và mình sẽ xây dựng thêm một vài cái trại đốn gỗ nữa anh em à. Mình phải xây nó gần cái nhà chính anh em à. Rồi sau đó cho mấy quỷ thợ nó đi vô rừng nó đốn gỗ. Đó. À, ok, thằng đồng đội bọn của mình đã bắt đầu ra khơi anh em với một cái chiếc tàu Viking khá là to và cái số lượng người để chèo thuyền khá là đông anh em à. Ở đây mình thấy có một cái tháp nè, mình nghĩ là cái một cái tháp này là của ai ta, của kẻ địch hay là của tên mình đi, tại vì ở đây nó không phải màu đỏ anh em ơi. Có một chiếc tàu, của chiếc tàu của mình đã bị chìm rồi anh em à, nó đã bị chìm ngoài khơi. Hình như là mình có thể là cho mấy chiếc tàu của mình ra đây để mà lụm được những cái này anh em. Ủa chiếc tàu của mình ấy, tại sao nó lại bị chìm vậy ta? Bị cái tên bên kia đánh hay là gì đó anh em à? Ở đây nó có những cái mỏ vàng đó anh em. Có thể là ra đây để mà khai thác vàng. Đây. Bắt đầu cho lính xuống rồi anh em à. Đây, tên địch ở đây anh em à. Đây để mình sẽ xem thử một cái trận giao tranh ở cái game này sẽ như thế nào.
kiểu nó bắt đầu đốt phá rồi nè, mà những cái ngôi nhà nằm ở bên ngoài của cái tòa thành thì sẽ bị đánh trước. Và bên địch đã bắt đầu cho lính ra ngoài và tiến hành phòng thủ rồi nè, mà nhưng mà với cái số lượng quân khá là ít ỏi, và cái tem bên đây vẫn là phóng quả tiếp. Ui, có cả cung thủ nữa. Hiện tại bây giờ cung thủ đang ở trong cái dàn sương mù, cho nên là mình không biết được cái số lượng quân của bên này bao nhiêu. Nhưng mà với cái số lượng quân ít ỏi này thì không biết là sẽ như thế nào đây, tại vì bên đây nó còn có đội cung thủ bên trong bắn ra nữa nè, mà đang cố gắng vừa đánh vừa phóng quả luôn nè. Ôi chết rồi, ôi cái tem bên mình đã bị quýnh rồi nè mà. Trời ơi, nãy giờ lơ là không để ý rồi cuối cùng cái tem bên mình bị quýnh. Đây, bên mình là bằng nông quýnh với lại cái tem bên kia. Trời ơi, cái nhà của bên mình nó bị quýnh bấy nhầy rồi. Thì vậy ra là hồi nãy là mình bị chiếc tàu này quýnh đó nè mà. Mình bị chiếc tàu này tấn công á, cho nên là mình mới tạch. Thì ra là như vậy. Vậy ở đây anh em có thể là nâng cấp cái nhà lên nè. Nâng cấp nhà lên sẽ tăng lên cái số lượng dân là 4/8 nha anh em. Mình nghĩ là khả năng cao là cái tem mình sẽ chết hết rồi anh em ạ. Không thể nào có thể nông dân không thể nào quýnh lại được cái tụi này rồi anh em ạ. Wow, thua rồi anh em ơi. Hình như là mình có thể là triệu hồi được ra thêm mấy con lính này nữa. Đây, cái tụi này thì sẽ ra đây. Ra đây múc cái tụi cung thủ. Đây, mình sẽ cho cái tụi này ra đây múc cái tụi cung thủ này. Ok, do lần đầu chơi cái tựa game này cho nên là hơi gà quá anh em. Do lần đầu tiên chơi cho nên là khá là gà. Vì vậy mà chắc là phải có thời gian để có thể làm quen được. Trước mắt là với cái tụi này thì không thể nào mà có thể quýnh được cái tụi này rồi anh em ơi. Wow, giờ này còn nâng cấp nhà gì nữa. Ok, win rồi anh em à. Khá là trâu, trâu vải luôn. Thua anh em à. Đó, thì trước mắt này anh em chúng ta, cho mình còn hai thằng lính này nữa chứ. Mình còn hai thằng lính nữa nè anh em. Trời ơi, chạy lên support liền, hỗ trợ liền. Trời ơi, nó mạnh dữ anh em à. Trời ơi, hai ông cố nội này. Ta đang quýnh thấy mẹ luôn rồi. Đi class, chừng nào mới tới nơi đây. Mình sẽ cho cái tụi bằng nông này ra nó ship nó quýnh tiếp anh em à. Ủa, hai thằng lính của mình nó bắn tiêu rồi, trời chết ngắt rồi nè. Wow, cái đội cung thủ này nó mạnh lắm anh em ơi, mạnh dữ luôn á. Rồi ok, quýnh được một thằng cung thủ thôi mà chết hết mấy thằng lính của mình anh em à. Rồi ok, ngày đầu tiên anh em chúng ta chỉ trải nghiệm đến đây thôi, thua rồi, tạt rồi anh em à. Đây, mình sẽ cho cái tụi bằng nông ra quýnh tiếp, nó qua nó quýnh tới cái nhà chính của mình luôn anh em à. Mình cũng đã hiểu được phần nào cách chơi đó anh em. Thì xíu nữa anh em chúng ta sẽ, sau khi mình chơi gần hơn xíu, mình sẽ tiếp tục ra thêm mấy video về cái tựa game cho anh em chơi. Nói chung là tựa game này cũng khá là hay, anh em chúng ta cần phải có nhiều thời gian để có thể là khám phá được, tại vì video nó cũng khá là dài rồi. Vì vậy mà mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về cái tựa game này là gì chơi, Frozen Helm anh em à. Ok, thôi mình sẽ kết thúc đây nha, tạm biệt anh em, bye bye anh em.